Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Giờ thì mình đang trở lại cái chỗ cánh cổng kết thúc nè. Ủa, cái stronghold chứ, đây, nó ngay đây luôn. Mình có làm dấu cái mầm cây này nên nhìn cũng khá là dễ biết ha. Giờ thì đi xuống dưới thôi. Hôm qua mình có kiểu như là lỡ đụng vô cái trứng rồng á. Mình thấy rõ ràng nó rớt xuống dưới cái hố kia mà không biết giờ cái trứng tung tích nó ở đâu nè. Ở nhà thì mình tìm là không thấy rồi, nên bây giờ chỉ còn một khả năng là nó bị lắc và nó biến mất ở bên cái thế giới kết thúc thôi, chứ không có lý do nào mà tự nhiên nó mất tiêu như vậy hết. Ripper nổ đi, nổ banh xác nó mấy con này luôn. Này thì láo nháo rồi. Rồi ui trời, bên kia nó quýnh nhau kìa, ghê thiệt á. Trong hang tạch nhũ này thấy vậy thôi chứ nhiều quái lắm á nha. Lớn ngớ là ha, nó úp sọt mình là mệt mỏi nữa. Rồi giờ thì không liên thuyên ở đây, mình sẽ đi xuống dưới cái stronghold thôi. Ủa cái lỗ rồi, đây cái lỗ ngay đây, đi xuống dưới và mình sẽ rẽ xuống dưới cầu thang này. Tính ra mình cũng khá là hên luôn á, gặp được cái stronghold rất là sớm ha. Rồi qua bên thế giới kết thúc nào. Trời, qua đây mỗi lần gặp Enderman là mình hơi ngán nha. Và đằng kia nó có một cái cánh cổng dịch chuyển qua những cái đảo khác kìa. Một xíu thì mình sẽ lại đằng đó. Còn bây giờ thì tiến tới chỗ trung tâm, nơi mà trứng rồng từng bị biến mất nè. Mình nghi là bị lát lắm, chứ không có lý do nào. Thấy chưa, biết ngay mà. Ủa cái gì đây, cái gì đây Enderman? Trời, tự nhiên Enderman chạy lại quýnh mình chứ. Bảo sao hôm qua mình thấy rõ ràng nó đụng vô đây chứ nó đâu có rớt xuống dưới đây đâu mà mất tiêu. Đúng điều luôn á. Rồi bây giờ cái trứng đi đâu rồi? Ồ, đây, cái trứng bên đây. Giờ chắc mình sẽ che cái chỗ này lại luôn đi cho chắc. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ đặt ở đây một cái gọi là cửa sập ha. Chỉ có mình là chui vô được thôi. Mình sẽ làm cái bàn chế tạo. Ồ, làm mấy cái cửa sập luôn. Đó, xong. Mỗi lần mình muốn về thì mình mở cửa này mình đi về đó ha. Như vậy thì rất là an toàn. Mình không có đem theo đuốc nên mượn tạm cái đuốc này ở đây. Rồi, lấy cái trứng về. Né đâu được trứng ơi, trứng cũng là của mình thôi. Đó, như vậy thì mình sẽ có được cái thành tựu thế hệ mới ha. Một trong những thành tựu mà mình cần phải thực hiện đó. Còn giờ thì chắc mình sẽ đi lại cái chỗ đằng kia để mình qua những cái đảo khác. Mình muốn trong ngày hôm nay á là chúng ta sẽ sở hữu một cái cánh cứng mang về nhà nè, bay lượn cho nó dễ. Mình có mang theo sẵn pháo bông luôn, nên có cánh cứng là mình có thể bay đi về luôn đó nha, rất là đã. Và mình còn dư một cái cửa sập á. Ở phiên bản mới này mình thấy cái cửa sập nó cũng rất là hay á, nó có thể cho mình chen vô mấy cái chỗ nhỏ nhỏ giống như vậy nè. Mình sẽ thử coi. Đó, như vậy thì mình có thể chui vô mà không cần phải phóng ngọc Ender rồi. Rất là tiện lợi luôn. Được, rồi, giờ thì xuống dưới và đặt cái thang leo thôi. Giống như vậy nè. Chuẩn bị đi qua cái đảo ở bên thế giới kết thúc nào. Hồi hộp quá à, không biết mình có xuất hiện gần cái thành phố kết thúc nào hay không á. Mong rằng là gần một cái thành phố nào đó để mình tìm luôn cái tàu kết thúc. Đó. Ui. Chút xíu nữa là đi luôn rồi. Ồ, đằng kia còn có một cánh cổng nữa cơ. Wow, hai cánh cổng kế bên luôn. Chắc bây giờ mình sẽ hái một vài cái bông điệp khúc nè. À, mình trèo lên được không ta? Chân mình ngắn quá, trèo lên, nhảy lên không tới rồi. Phải đặt block trèo lên để mình hái mấy cái bông này. Có cái bông này mình mới trồng mấy cái cây điệp khúc được. Rồi, giờ thì lượm thôi. Đó, quá trời quá đất những cái bông điệp khúc ha. Chắc tốt nhất là mình nên chỉnh cái tầm nhìn cao lên nhiều một xíu. Hiện tại thì mình 12 đúng không? Mình sẽ để lên tầm 24 đi. Nó gấp đôi ha. Đó, tầm nhìn đã được khai mở lên rồi kìa. Nhìn rất là xa luôn. Nhưng mà tuy nhìn xa vậy nhưng mà không có cái thành phố nào gần mình hết. Su cà na chưa? Và mình rút kinh nghiệm từ một lần chơi lớn của mình á, là mình sẽ không có dùng ngọc Ender để mình phóng lung ta lung tung nữa.
Mình không muốn anh series sớm nữa đâu. Được. Hào hán. Hào hán. Ok. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Cút. Ha. Trước mặt mình là một cái thành phố và nó có luôn cái con thuyền kìa. Đã ghê á. Trước mắt thì mình sẽ đi vô vô bên cái thành phố trước á. Từ từ hắn qua con tàu sao. Ôi từ 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 từ. Mình phải tiêu diệt mấy rồi xong luôn rồi, bị mấy con sucker này quánh chúng rồi. Mệt mỏi nữa. Ao. Trời ơi. Qua đây gặp mấy con sucker này là mệt mỏi ha. Nó cho mình bay lắc nè. Sợ thiệt. Sẽ tiêu diệt nó, không cho nó quýnh mình nữa. Quýnh ta đủ á. Con sucker nè, lụm mấy cái vỏ nó về làm cái rương luôn. Sucker nè. Hư hỏng. Hư hỏng. Hai vỏ liền. Hai vỏ là làm được một cái rương sucker rồi đó. Một xíu mình có gỗ nè, mình sẽ làm rương sucker mình chứa đồ luôn ha. Làm luôn, nói là làm luôn. Cho nó nóng. Đây. Rương sucker. Được một cái liền. Và mình có thể cho mấy cái đồ mà mình tìm được vô trong á. Như vậy thì sẽ rất là tiết kiệm diện tích luôn á. Eo, eo. Cẩn thận, cẩn thận. Đó, 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 đó. Thấy chưa, thấy chưa. Xíu nữa là té rồi. Đi qua đây. Ui, trên kia còn sucker nữa cơ. Ở đây thì có một con nó canh gác nữa. Ui, eo. Bị trúng rồi. Không. No, 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 no. Ủa, trong đây có rương không? Ừ. Trong đây không có rương. Chắc mình sẽ tận dụng ở chỗ này, mình trèo lên trên luôn á. Được á, mình trèo lên trên mình lướt rương đi. Nếu mà tầng nào không có thì phía trên này sẽ có. Ui da. Hình như mình đập sai chỗ rồi. Quýnh nó cái nữa. Rồi lượm luôn. Nếu mà nó không có có rương thì thôi, chắc mình sẽ đi qua chỗ con tàu luôn ha. Tưởng đâu vô đây kiếm được chút đỉnh đồ nữa. Nhưng mà không có rồi. Trong này cũng không luôn. Hơi sucana nha. Rồi mình sẽ farm thêm sucker để mình lấy vỏ ha. Rồi làm thêm một cái vỏ nữa. Ui không có vỏ. Ở trên này nó có mấy cái banner cũng quá trời đẹp nè. Chắc một xíu mình trở lại mình lấy sau á. Giờ trước mắt mình phải qua bên cái tàu trước. Mình sẽ dính một hit đi ha. Rồi sau đó mình sẽ tận dụng nó để mình. Ui, mình quên lấy cái ngọc Ender ra. Ui không, bắn trúng ta đi. Ừ, hên quá, hên quá. Trời. Mình quên lấy cái ngọc Ender ra. Trời, chút xíu nữa là đi luôn rồi. Nguy hiểm thiệt. Wow, 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 wow. Sợ ghê á. Au. Ui, ui, ui. Đừng mà. Trời. Cao vậy. No, 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 no. Hơi cao nha. 2 giây nữa, 1 giây nữa. Rồi luôn. Rồi tiêu diệt nó, tiêu diệt nó liền. Xong. Chạy dưới, chạy dưới. Cái này lấy luôn. Trong này còn một con sucker nữa. Con này là con sucker mà kiểu canh giữ cái cánh cứng á. Mình sẽ tiêu diệt nó. Để chúng ta lượm luôn cái cánh cứng nào. Mở được thành tựu giới hạn của bầu trời. Quá là đã. Tiếp theo thì mình sẽ coi coi nó có một áo giáp. Nhưng mà dính bị dính lời nguyền rồi. Lời nguyền ràng buộc. Mặc dù là không cởi ra được luôn. 3 viên kim cương. Một cái quần gì đây? Quần xịn. Quần bảo vệ chậm hỏng luôn. Ủng bảo vệ 4 nè. Trời ơi, phải mình nhặt mấy đồ này sớm thì hay quá. Muộn mất rồi. Bây giờ mình đã nâng đồ mình lên Netherite hết rồi nên không có ghép vô chung được. Khó ghê á. Và mình sẽ tranh thủ mình làm thêm những cái rương sucker ha. Đây, mình làm thêm được 2 cái nữa. Sẽ nhét vô trong góc này. Cất bớt mấy cái đồ nãy giờ nhặt được vô. Cánh cứng thì để ra ngoài một xíu mình đeo vô luôn ha. Vậy đi. Rồi dàn phá thú cất vô trong nè. Rồi tính ra chuyến này đi cũng hốt hơi bị nhiều đồ về đó nha. Không ít đâu. Còn cái đầu rồng nữa, mình sẽ lấy nốt cái đầu rồng luôn.
Tại vì ngoài trứng rồng ra thì mình cần phải lấy thêm đầu rồng để trưng bày cho nó đẹp. Đấy, xong xong. Hầu hết những thứ mà mình muốn có thế giới kết thúc đều đã sở hữu được hết rồi. Giờ thì chỉ còn thiếu cái banner thôi à. Ở đây còn con Suker đúng không ta? Mình nghe tiếng đó. Ê, Suker, bắn ta cái coi. Alo. Rồi. Thank you nó luôn. Bay qua đây để mình lượm cái banner chứ không gì hết trơn á. Kìa kìa, kìa kìa. Thêm một cái thành phố và một cái con tàu nữa luôn. Ui. Được vậy ta. Hấp dẫn nha. Bây giờ mình sẽ tập trung vào những chỗ mà khả năng cao có rương nha. Đầu tiên là chỗ này. Mình thấy nó có hai lớp lận. Đây chỗ này nè. Ui da, da, đáp không tới rồi. Không sao, không sao, không tới thì mình đi đường đường từ những cái. Ui, gặp con Suker luôn. Trời trời trời. Ui da. Gặp ngay con Suker ngay chỗ này. Nè, chỗ này có rương nè. Hóa đã. Tranh thủ tiêu diệt nó. Một con nữa. Xong. Lượm. Nón hô hấp. Thành phố hồi nãy thì không có nổi một cái rương á, còn thành phố này quá trời rương luôn nè. Phải gỡ lại chứ. Sao dính hoài vậy? Bị dính phát bắn của Suker hoài luôn á. Quá trời Suker trong này nè. Sẽ farm bớt. Rồi nó dịch chuyển mất luôn rồi. Mấy con này nó nhồi thiệt luôn á. Nhồi, nhồi, nhồi nè. Trời 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 trời. Mình cởi cái cánh ra mặc giáp vô coi. Không có full giáp nó quýnh quá trời thốn luôn rồi. Ồ, như mình cất luôn cái đồ ăn hay sao á. Ờ đúng rồi, mình cắt mấy cái đùi gà đi mất rồi. Thôi kệ nó đi ha. Bây giờ mình lấy đồ xong mình đi hướng khác thôi. Quần yên cưỡi à. Cái nãy nó còn có đồ kim cương, còn cái này không có nổi một món đồ kim cương luôn. Giờ còn ở dưới. Đây mình sẽ phóng một một cái ngọc Ender xuống dưới trước. Còn mấy giây vậy? Có rương không? Có rương không? Ủa có rương, có rương. Đây cái rương nó nằm ngoài này đúng không? Trời ơi nó không có cái gì luôn. Mèn đất ơi. Giờ ba chỗ có rương rồi. Chỗ này lấy rồi nè. Chỗ này lấy rồi nè. Trên đó lấy rồi luôn. Giờ chỉ còn con tàu thôi. Nhanh vậy. Thôi đi. Bay lên con tàu lấy nốt. Cái rương trong con tàu nữa là xong á. Sẵn tiện có cái đầu rồng thì mình sẽ lấy thêm luôn. Rồi lấy cái đầu rồng. Lụm. Xong vô trong hốt. Thêm một cái cánh cứng nữa. Làm một cái cánh cứng dự phòng ha. Và tiêu diệt luôn con Suker này. Suker hả? Xong. Để coi nào. Bùm. Một cái cúp. Hồi hộp quá. Cái cúp gì đây? Ủa cái áo sửa chữa luôn nè. Ủa cái quần sửa chữa luôn. Ui được vậy. Ủa cúp mềm mại. Ý. Mình đang đang thiếu một cái cúp mềm mại mà nó cho mình luôn nè. Quá là tuyệt vời rồi. Bên đây thì được 4 viên kim cương và một chút sắt thôi á. Đã nha. Mình đang thiếu cây cúp mềm mại luôn á. Hợp lý thật sự. Thôi chắc bây giờ mình trở về nhà thôi. Một chuyến đi xuống thành phố kết thúc bội thu ha. Công việc đầu tiên sau khi mình trở về nhà là mình sẽ lấy quyển sách sửa chữa. Mà mình... Ủa? Khoan. Hình như sách sửa chữa mình bị bỏ quên ở bên chỗ mấy bác dân làng. Đây. Chính xác, nó đây rồi. Và sửa chữa thì chắc chắn là mình sẽ ép vào cái cánh cứng rồi đó. Đây, ép vô luôn. Nhưng mà mình chưa có chậm hỏng này. Coi bác này bây giờ đổi được chưa ta? Đổi bằng ngọc lục bảo đúng không? Mình sẽ gom gom ngọc lục bảo của mình đổi một lần nữa coi. Có đủ chưa? Ui, thiếu. Thiếu nhiều lắm. Cánh cứng sửa chữa ha. Xong phân. Đánh giấc luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nếu nhiều bạn tin ý thì sẽ phát hiện cái beacon ở đây nó đã bị mất rồi đúng không? Tại vì mình đã dời cái đèn hiệu từ gần nhà mình sang một chỗ mà mình rất là hay làm việc luôn. Ở hiện tại thôi á, là chỗ farm bí ngô nè. Mình dời qua đây để mình thu hoạch bí ngô cho nó nhanh hơn á.
Chứ để bên kia thì mình đâu có thu hoạch bí ngô nhanh được. Nhờ có cái dòng đào nhanh này nè, mà khi mỗi lần mình đào, mình chặt bí ngô á, đó, nó nhanh cực kỳ luôn. Đấy, mình đi tới đâu là mình có thể đốn bí ngô được tới đó ha. Rất là tiện cho mình. Thành thử ra hôm nay thì mình cũng có dư ra một số bí ngô á, nên mình quyết định mình sẽ xây một cái chỗ kiểu như là sao ta, gọi là phân biệt á, phân biệt cái khu vực farm bí ngô này bằng cách xây một cái quả bí ngô siêu to khổng lồ ha. Nhìn từ xa là biết đây là chỗ farm bí ngô liền. Và cũng như là để trang trí cho khu vực này á, tại vì hiện tại thì nó cũng khá là đơn sơ, không có gì là nổi trội hết á, nên mình muốn xây một cái gì đó để làm nổi cái khu vực này lên ha. Và một trái bí ngô chính là một cái lựa chọn khá là tốt đó. Và mình sẽ xây theo kiểu là nó được cắt cái mặt ha. Ui, mình không có đem theo cây kéo rồi. Phải đem theo cây kéo thì mình mới cắt cái mặt của trái bí ngô này ra được. Đây, để mình coi coi. Trong đây có sắt nè. Sẽ lấy hai sắt ra. Mình sẽ làm một cây kéo ha, cắt cái mặt bí ngô ra coi. Đây. Đó, mình sẽ xây giống như vậy nè. Nó sẽ có hai con mắt rồi cái miệng ở đây luôn ha. Xây chắc ở trung tâm luôn á. Nhiều khi mình xây chồng lên cái đèn hiệu của mình cũng không chừng á. Tại vì mình canh cái cổng này là ở chính giữa rồi nè, nên cứ canh vô giữa xíu nữa là mình xây được rồi. Hy vọng là số bí ngô này đủ để cho mình có thể xây ha. Bây giờ thì mình đã xây được một cái mặt rồi. Nhìn nó cũng không có quá bự hết. Lúc đầu thì mình nghĩ nó cũng sẽ bự lắm á, nhưng mà xây xong thì thấy nó cũng vừa vừa à, không có được gọi là quá là khổng lồ đây. Mà thôi kệ, cái này nhìn từ xa chắc cũng đủ thấy được rồi. Và bây giờ thì tới cái công đoạn là mình đục cho nó cái phần mắt nè, cũng như là miệng ha. Nhìn sao cho nó ghê ghê một xíu thì nó sẽ đẹp hơn á. Để mình coi coi, cái này chắc mình sẽ canh cỡ 4 ô á, đi lên cỡ 4 ô đi. Rồi, mình đã đục xong cái phần mắt cũng như là cái phần miệng rồi ha. Hiện tại thì nhìn nó chưa có rõ đâu, tại vì nó đang bị lẫn lộn với cái phần bầu trời phía sau á. Nên bây giờ mình sẽ ốp hết mấy cái mặt còn lại đi ha. Rồi chúng ta sẽ xem lại một lần nữa. Chỗ nào chưa ổn thì mình sẽ sửa lại sau ha. Tại vì bên này mình chưa ốp xong nè, nên khó nhìn lắm. Rồi, giờ thì ngắm lại cái nữa nha. Không biết là ổn hay không đây. Ủa? Giờ thì cũng đỡ đỡ rồi nè. Nhưng mà nhìn nó cũng chưa kiểu hơi... còn không kinh dị lắm nha. Hay là tại mình thiếu cái cuốn ta? Nhiều khi mình thiếu cái cuốn của trái bí á. Tại vì trái bí nó cũng phải có cái cuốn chứ. Bây giờ thì mình sẽ làm nốt cái phần cuốn cho trái bí ha. Để coi coi nó có ổn không hay không. Chứ bây giờ thì sắp ổn rồi đó. Mình thấy nó cũng sắp ổn rồi. Mình không có mấy cái khối nào mà màu xanh lá cây hết á, nên mình sẽ dùng tạm mấy cái khối lăn trụ biển á. Có gì vậy dùng đó thì biết sao giờ. Nè, mình chỉnh chỉnh lại một xíu ha. Coi coi ổn hơn chưa. Cuốn này không biết có nhỏ quá hay không nữa. Không có cái cuốn thì kỳ, mà làm cái cuốn nhìn nó kỳ hơn á. Rồi giờ thì có vẻ ổn hơn rồi đó. Bớt mấy cái này đi. Cái này thì mình không bít được. Mình bít được thì nó sẽ không có sáng cái beacon này lên á, nên cũng khó ha. Rồi, giờ nhìn là một cái nữa nè. Hy vọng như vậy thì sẽ ổn. Cũng được đấy chứ, cũng được đấy chứ. Mà nhìn nó cứ bị phèn phèn kiểu gì á. Mình xem nó chỉ giống được cỡ 70% mà không được giống trái bí 100% á. Chắc cái này mình phải tìm tòi mình xây trái bí lại rồi. Và trước mắt thì mình cứ giữ cái hiện trạng như vậy đi ha. Tại vì dù sao đó cũng là công sức mình xây từ nãy tới giờ mà. Giờ thì mình sẽ dọn nốt mấy cái cục đá bản sâu này xuống đi đã. Hồi nãy mình ốp phía trong á. Và thật sự bây giờ phía trong nó rất là tối nha. Tối ồm luôn á. Nhìn vậy thôi chứ phía trong nó giống như là cái ổ chứa quá vậy. Trong đây chưa thắp sáng một cây đuốc nào luôn á. Nó có thể xuất hiện quái trên mấy cái khối này nè. Thủy tinh thì không sợ, chỉ sợ xuất hiện trên mấy bờ lóc sắt à. Ok đi, cái này dù sao mình cũng bít lại mà, nên không có con quái nào chui ra ngoài đâu.
gì đấy. Ủa, tính ra gần nhà mình có cái hang mà từ đầu giờ mình không biết luôn á. Ủa, còn nghe tiếng xương nữa. Ủa, trời, Reaper đâu đây nhiều vậy. À, nó có cái lồng spawn trong này. Trời ơi, nó bắn chết con Reaper luôn rồi. Mình đấy coi. Trong này nó có cái lồng spawn. Bảo sao spawn có con xương luôn nha. Được vậy. Vậy là sắp tới mình có cái để mình làm mấy farm xương rồi. Quá đã luôn. Mình không có đem theo đuốc. Kệ không sao, để đây đi. Cho cái cái lồng spawn nó để ăn ngẫu nhiên vậy ha. Cho nó spawn ra ngoài cũng được, không sao hết. Giờ mình mới biết luôn. Tại hôm rồi mình đâu có qua đây mình kiểm tra đâu. Giờ mới đi qua rồi phát hiện nè. Được vậy ta, gần nhà mình luôn. Nó cách con sông à. Mà giờ mới phát hiện. Phải biết sớm thì nhiều khi mình làm mấy farm xương này giai đoạn đầu chắc mình cường hóa toàn đồ dữ không á. Bây giờ thì mình sẽ có hai cái option á. Một là làm mấy farm xương nè. Hai là mấy farm Enderman. Làm mấy farm Enderman thì hơi cực đó. Còn mấy farm xương thì nhanh hơn. Nhưng mà nó lại không nhiều kinh nghiệm bằng mấy farm Enderman á. Cái nào cũng có cái lợi hết á. Bây giờ thì mình còn dư một vài... Ủa? Hình như cá mình cất vô trong hết rồi. Thôi để mình câu cũng được. Mình sẽ ngồi đây mình câu hai con cá ha. Rồi sau đó mình sẽ cho hai em mèo của mình ăn. Tại vì mình muốn có được những em mèo con trong ngày hôm nay á. Câu cá mới được. Mà câu nãy giờ không dính con nào hết vậy. Đây. Ôi trời trời ơi, dính cái nóc. Cho mèo ăn chắc mèo hơi say sẩm mặt mày quá. Thôi nào. Đấy, cá tiết đi. Cá tiết á. Cá hồi gì cũng được. Một con nữa thôi. Bli. Cái hồi này bé quá, câu hơi bị lâu á. Rồi đây nè. Giật nửa cái nóc nữa. Cái hồi chút xíu mà câu dính cái nóc không à. Rồi ok. Mình đã có được hai con cá rồi. Giờ thì cho hai em mèo ăn thôi. Chuẩn bị có mèo con các bạn ơi. Ăn đi cưng. Rồi. Ten. Mèo con màu gì á? Ồ, mèo con màu đen. Vì được hai em mèo đen rồi. Và một em mèo trắng ha. Màu trắng trắng vàng vàng. Cái này mình có thể đổi cái vòng cổ được á. Đổi màu vòng cổ. Đây mình có cái màu vàng nè. Màu vàng mình sẽ cho em này. Đó. Còn em kia thì mình sẽ cho màu trắng đi. Cũng được. Màu trắng, màu xám gì cũng được hết. Đây có cái bông này nè. Lượm luôn. Được bột nhuộm sắm á. Mình sẽ cho em mèo đen bự cái vòng cổ màu xám. Đó, chỉ có em mèo con là vòng cổ màu đỏ thôi. Giờ thì mình chắc sẽ mang theo những cái khúc xương á. Tại vì mình đã bắt được mèo rồi đúng không? Nên bây giờ mình muốn bắt thêm chó nữa. Chó sói. Là đủ bộ thú nuôi luôn á. Mình mốt đi gặp cánh rừng thì bắt thêm gấu panda nữa. Trời ơi, nói cái là nó đã nha. Nhưng mà giờ mình vẫn chưa gặp được cánh rừng nhiệt đới nè. Nên không biết làm sao bắt được này. Hơi căng á. Thôi chịu khó thôi chứ biết sao giờ. Giờ thì mình sẽ đi khám phá một tí ha. Hy vọng là gặp được chó sói gần nhà mình. Có gì mình dẫn về nhà luôn. Đã vậy nó còn có một cái tàn tích cổng địa ngục gì đây nè. Cúp. Hát diệm thạch các thứ ha. Cầu lửa. Ủa sao nó có hai cái chỗ này vậy? Ủa lạ nha. Lần đầu tiên mình gặp nó. Nó xây cái tàn tích cổng địa ngục giống như vậy á. Nhìn lạ thiệt. Rồi lượm vàng luôn. Mấy khối hát diệm thạch khóc thì mình cũng sẽ đào lấy về ha. Đào ra. Xong. Và kiểm tra cái khe nứt này coi. Nhiều khi cái khe nứt này nó dẫn tít sâu xuống bedrock luôn á. Con nào. Ồ khe nứt này chút ẻn à. Không có bự như mình nghĩ. Thôi. Có được một chút á. Đồ cũng ok. Nhưng mà nãy giờ thì vẫn chưa có gặp chó sói á. Wow. Căng rồi. Coi kìa cái vùng đầm lầy nó bự chưa kìa. Bự dã man con ngang luôn. Còn bên đây là cái cánh rừng mà lần trước mình gặp.
Cái biome này như nó có cái tên riêng nữa hay sao á. Để mình coi coi. Cái này là biome. Hiện tại thì mình đang ở sờ 3 xe jungle. Nó đang ở cái cánh rừng nè, nhưng mà không có tre. Thường thường thì gấu panda chỉ sống ở cái vùng rừng tre thôi à. Cánh rừng này thì không có tre nên chắc không có gấu panda đâu. Nè bên đây có một cánh rừng nữa nè. Bên đây là sờ 3 xe jungle tiếp á. Cánh rừng có chút xíu. Nhỏ xíu xì xíu luôn á. Nó không có bự. Đây cũng là rừng nữa nè. Chắc bây giờ mình phải tìm rừng tre quá. Thử vận may á. Mình sẽ bay lượn vòng vòng này coi coi cái chỗ của mình nó có rần cái vùng gần nhiệt đới nào hay không. Rồi qua tới vùng đồng bằng luôn rồi. Ủa ở đây nó còn có cái lỗ gì to vậy. Ủa à mình nhớ rồi, cái lỗ này là lần trước mình lấy những cái thạch nhũ đầu tiên nè. Ồ vậy là nó nằm ở phía bên này ha. Lâu quá hôm qua đây. Quên hết trơn rồi nè. Ui đẹp ghê luôn á. Bay dưới coi thử coi. Nè. Quá trời sâu luôn. Còn có cái pha chỗ pha lê nữa cơ. Bay qua hốt 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 hốt. Cái gì chứ gặp pha lê mình khoái lắm. Hốt thêm mới được. Tại vì sắp tới á, nếu mà mình có xây nhà thì mình sẽ sử dụng cái loại vật liệu này ha. Hổm ra mình xây nhà mình ít khi dùng lắm. Nên bây giờ mình cứ gom nguyên vật liệu đi. Mai mốt có nhiều là mình sẽ xây bằng cái vật liệu này cho các bạn xem nha. Cái vùng núi này tính ra cũng đẹp quá chứ. Thiệt sự luôn, quá trời bông luôn nè. Ui cao dã man thiệt. Hồi xưa kiếm mấy cái núi như vậy á khó lắm luôn á. Còn bây giờ cái núi như vậy quá là điều bình thường luôn. Phiên bản mới có khác. Cao tít 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 trên kia luôn. Thôi giờ thì mình sẽ băng qua thêm một cái cánh rừng gỗ sồi sẩm ha. Wow. Và đối diện cánh rừng gỗ sồi sẩm là một cánh rừng vân sam khổng lồ luôn. Cánh rừng taiga thì phải. Ê wait a minute. Cái cây này. Chính xác là cái cây này. Nó sẽ dẫn mình tới một cái hang động từ tốt ở phía dưới lòng đất ha. Mình sẽ làm bàn chế tạo. Rồi mình sẽ làm thêm xô. Đâu rồi? Chỗ này có sắt đúng không? Chính xác, còn dư sắt nè. Mình sẽ làm thêm xô mới được. Nhiều khi mình gặp Axolotl đó. Mình phải tranh thủ mình chế tạo trước ha. Một xíu gặp là mình bắt liền luôn. Không để Axolotl có cơ hội bỏ trốn đâu. Ở nhà mình đã có một em rồi nên bây giờ mình gắng kiếm thêm một em nữa để mình nhân giống á. Rồi giờ thì đi xuống dưới và đi tìm thôi. Thử nhân phẩm nha. Test nhân phẩm, test nhân phẩm. Ui, cái này, mấy cái đất bị bén rễ nè. Mấy cái đất ở dưới cái cây hồi nãy á, nó sẽ bén rễ xuống tít dưới này luôn. Đấy. Ấy, ok. Ủa kìa. Khoan 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 khoan. Hình như có gì đó sai sai. Không đúng, không đúng ở đây rồi. Mặc giáp vô, mặc giáp vô. Có gì đó sai sai thì phải sao. Ok. Điêu vậy. Bậy ơi. Phải gặp một cái hang mới đúng bài. Nãy giờ chưa gặp cái hang nào nha. Không nhiều khi nó nằm sâu tít ở dưới lần á. Cũng không trách được. Đâu để mình thử mò qua đây coi. Sao đất nó bén rễ sâu dưới này dưới ta. Quá trời sâu luôn. Nè tới rồi nè, tới rồi nè. Tới rồi. Ủa nó còn có lỡ cỏ gì lạ, lạ vậy. Làm kéo. Cắt mấy cái này về. Cắt thử thôi. Cái cỏ này là cỏ gì á. Cất mấy thứ này vô. Cỏ này có gì đây. Rễ treo, cái này là rễ chứ không phải là cỏ ha. Rễ treo. Ui
lần đầu tiên gặp luôn. Bỏ túi liền. Rồi đi tiếp, đi tiếp. Wow, vô được cái hang này quá trời đầu luôn. Đây rồi, cái hang tươi tốt nè. Đẹp ghê á. Lầm 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 lầm. Không biết sao mình có một cái cái niềm đam mê với những cái cây đổ quyên mà trổ bông á. Nhìn nó cứ bị đẹp làm sao á. Bây giờ bên cạnh tìm những cái vật liệu trang trí mới thì mình cần phải tìm Axolotl nha. Thêm một em nữa, ráng lên. Kiểm tra cho kỹ nhiều khi bỏ lỡ Axolotl á. Nó còn có khu mỏ ở đây nữa nè. Ê, kim cương nữa cơ. Ui, đúng là hàng tươi tốt quá trời tài nguyên luôn. Ao. Ui no no no. Ok. Xem nữa, đi bán muối nữa rồi. Trời đất ơi, trượt chân. Không đỡ nổi luôn á. Hai quặng, ba quặng kim cương. Thôi kệ đi, đi xuống bằng đường này cũng được. Nó tốn một cái vật tổ trường sinh á. Xuống tầm 10 lần như vậy là tốn 10 cái vật tổ trường sinh á. Mèn đất ơi. Hai viên kim cương nữa. Ủa, hai quặng chứ. Đây còn thêm quặng nữa nè. Ê, đây rồi, đây rồi. Thêm một em Axolotl màu vàng. Như vậy thì mình phải đi trên này lâu lâu một xíu, đợi cho Axolotl spawn ra. Hồi nãy mình đi ngang mình đâu có thấy đâu. Ôi dưới còn có cá hề nữa cơ. Rồi xuống xuống xuống. Ui ui ui. Gớt hơi sâu rồi, gớt tới dưới này luôn rồi. À, còn kim cương nữa nè, lụm nốt luôn đi. Để bắt cá nhưng mà không quên kiếm thêm kim cương ha. Bắn cái gì mà bắn dữ vậy? Ta xuống bắt có mấy con cá thôi mà bắn người ta muốn xỉu luôn. Cá hề đây đây, cá hề đây, bắt cá hề bắt ha. Một em cá hề. Đem cá hề nữa. Hai em cá hề. Rồi giờ bắt thêm vài em Axolotl nữa là đẹp. Mà có vẻ hơi khó. Axolotl cũng hiếm chứ không phải dễ bắt đâu. Ủa dễ gặp đâu. Lâu lâu mới gặp thôi chứ. Gặp bài sao mà được. Nhưng mà mình cũng phải nên thử ha. Nhiều khi lên đây mình lại gặp thêm vài Axolotl thì sao. Giờ thì mình sẽ phi thẳng một mạch vô nhà ha. Để mình đổi tên cái xô chứa Axolotl trước cái đã. Để đặt tên cho em. Hôm qua là đặt tên là Tí Nậy rồi đúng không. Hôm nay đặt tên là Tí Hon. Hết Tí Nậy rồi tới Tí Hon á. Rồi xong phim. Quang bển cùng với người bạn cũ nào. Người bạn Tí Nậy. Tí Hon là bạn mới của Tí Nậy nha. Qua đây qua đây. Hình như đây. Đây chưa phải là Axolotl hiếm nữa. Trong đây có một loại Axolotl hình như là cực hiếm luôn á. Nhưng mà mình chưa có sở hữu được. Ủa. Ủa Tí Nậy đâu rồi. Ôi trời ơi Tí Nậy. Sao lại núp dưới đây nè. Tí Hon bạn mới nè. Chơi chung với nhau đi. Cho ăn cá nè. Ăn không? Ăn cá không? Cho cưng ăn cá nè. Cá không? À phải cho ăn bằng cái xô lần hả? Ui. Rồi. Trời ơi mình cho ăn hụt rồi. Nó bị vướng vô cái cọng cỏ mình không cho Tí Hon ăn được, thành thử ra Tí Hon ăn tươi nước sống con cá luôn rồi. Su cà na thì mình phải cho ăn bằng cái xô nha. Trời ơi Tí Hon ơi là Tí Hon. Bó tài Tí Hon luôn á. Thì cái tình mình sẽ sửa chỗ nước này lại cái đã. Chỗ nước này nó bị lỗi nè. Không khéo mấy em ấy bơi vô đây thì lại bị mắc kẹn á. Ủa mắc kẹn á. Nói chung thì trong ngày hôm nay thì mình cũng đã có được những thứ mà mình mong muốn rồi ha. Đầu tiên đó chính là cái cánh cứng giúp mình có thể bay lượn thoải mái hơn. Đồng thời thì mình cũng đã xong cái công đoạn trang trí sơ sơ chỗ farm bí ngô của mình rồi. Trong tương lai thì chắc mình còn chỉnh sửa trái bí này lại để nhìn cho nó đẹp hơn ha. Và sắp tới thì mình sẽ gán nhân giống hai em cái gì ta Axolotl lên một xíu ha. Tại vì hồi nãy mình nhân giống hụt mất tiêu rồi, khá là đáng tiếc luôn.
Nhưng mà không sao, mình còn nhiều câu hỏi mà. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình á. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye. We'll be right back.